sôi nổi. Và bọn học sinh nó cũng thế, bọn học sinh là những cái đứa mà nó thích chạy nhảy hơn là ngồi một chỗ. Nên là cái game làm cho bọn nó, thứ nhất là tỉnh táo đầu óc, nó không ngủ, cho nó không ngủ đã. Thứ hai là bọn nó khi mà bọn nó được cảm thấy vui, cảm thấy hào hứng của nó, khi bọn nó được làm cái thứ mà mình thích thì bọn nó sẽ tham gia nó một cách nhiệt tình. Và tất cả không phải là ép buộc mà là chủ đích của nó tham gia, một cách hào hứng, sôi nổi, thì cái hiệu quả năng suất, cái việc của nó tiếp thu kiến thức sẽ nhanh hơn so với việc bắt ngồi chỗ và học bài cô giao. Tiếp theo là bởi vì em nghĩ nhá, một số lớp em dạy một số bạn khi ngồi một chỗ các bạn sẽ không thể tiếp thu kiến thức, nhưng khi cứ chạy lo quay quay nhà hoặc là chơi game thì bọn nó nhớ bài rất nhanh đó. Cái thứ hai là chơi game như thế nào cho hiệu quả, đúng không ạ? Cái câu hỏi chỉ là chơi game như thế nào cho hiệu quả. Thì thứ nhất em theo độ em nghĩ nhóm các bạn, em nghĩ nhóm các bạn theo nhóm em nghĩ thì là thứ nhất là nó phải hướng đến cái mục tiêu mà mình đề ra đã. Hôm nay mình muốn các con nhắm đến mục tiêu là cần cái gì, từ vựng hay là câu hay là hội họa, tức là mình phải có mục tiêu cho cái game đấy chứ không phải chỉ chơi để mà vui đó. Khi mà mình đặt ra cái mục tiêu đấy thì mình sẽ áp dụng cho từng lớp nó phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với kiến thức, thứ hai là phù hợp với cái game đấy, có phù hợp với lớp đấy hay không. Bọn nó có, thứ nhất là phù hợp với trình độ của các bạn này, phù hợp với sở thích của các con. Ví dụ lớp đấy không thích cái kiểu tương tác như thế thì lần sau mình sẽ không dùng nữa, mình phải hướng đến mục tiêu như thế. Và đó, thì khi mà mình đặt ra mục tiêu thì mình sẽ hướng đến cho các con để thực và áp dụng cho nó phù hợp thôi. Em nghĩ là khi chơi game thì bình thường lúc đầu cô dạy kiến thức, có phần cô dạy kiến thức thì cô sẽ là người nói và bạn ấy sẽ tương tác một cách thụ động. Thì lúc sau là cái lúc chơi game, cái lúc ví dụ nhiều game thì các bạn sẽ tương tác. Thì ví dụ như có một số bạn có thể thỏa sức trình cái tiếng Anh của mình lên, tức là lúc đầu bạn chỉ dùng câu đấy thôi thì bạn ấy sẽ không sử dụng được nhiều tiếng Anh. Lúc sau chơi hay là hỏi đáp các thứ thì bạn ấy sẽ sử dụng rất là nhiều vốn tiếng Anh của bạn ấy nếu bạn ấy muốn. Tức là có cơ hội để đúng lắm. Bởi vì thường là khi các bạn chơi game thì là các bạn sẽ để cho các bạn học sinh nó luyện tập những cái gì mà game đã dạy. Và thường những khi nó phát triển những cái mà nó biết nhiều hơn. Những khi một cái số game mà ví dụ như là game về hội họa ấy thì các bạn sẽ phát triển nhiều hơn. Không có, nhưng mà chỉ có rất ít người mà game đạo rất ít. Chứ không phải. Còn cái để bạn thể hiện thì thường thường là bạn phải làm đơn lẻ với những cái chữ. Thích thú này, thứ hai là để luyện tập, để các bạn ý luyện tập những cái kiến thức một cách vui vẻ để các bạn ý sẽ vào đầu trong vô thức. Nhưng mà cho em hỏi, em không đồng tình lắm với cái quan điểm của chị là chọn game làm sao để phù hợp với các bạn đấy, bạn ấy lớp đấy là thích gì, và nếu như lớp đấy mà không thích cái game đấy thì lần sau không chơi nữa. Tức là ví dụ nha, có một số lớp nó thích những cái hoạt động, chị nghĩ là nó cũng là những gì với sở thích ấy. Một số lớp nó không thích chơi cái vòng giả thì mình sẽ cảm thấy cái trò này nó không thích, nó nghĩ là trẻ con mình có thể biến tấu. Em thì đã gặp rất nhiều trường hợp như thế rồi và em không để cho bọn nó có quyền lựa chọn. Và thực ra là bọn nó cái ban đầu bọn nó cảm thấy là mình không thích chơi thôi, chứ thực ra khi mà chơi vào, khi mà bị cuốn vào thì nó lại rất là thích. Và cái vấn đề là nếu như chị cho bọn nó cái quyền lựa chọn đấy thì một thời gian sau khi mà nó chơi cái đấy nó chán, chị lại bắt đầu rất óc ra nghĩ những cái khác, mà những cái khác nó lại không thích thì sao, chị cứ chiều theo nó sẽ có một cái tính là cô này rất là dễ theo ý mình, nên là ngoài game ra nó sẽ thiết lập cái tính cách, và nó sẽ ngoài cái game ra thì kể cả bài tập của chị nó cũng sẽ từ chối chị. Ý của bọn chị không phải là đưa ra ý kiến của học sinh, mà mình sẽ tự đúng rồi, nhưng mà ý là như kiểu như là nó không thích đúng không, không hợp thì sau cũng vứt bỏ không chơi nữa, mình sẽ chọn một người khác đi chứ, mình sẽ chọn phải đổi đi. Nhưng mà ý là em thì em không thế, và em thường là em sẽ biến cái game đấy, biến cái group đấy làm sao để cho nó thích và chúng nó sẽ phục thì sẽ hay hơn. Vâng, còn
thì mình không phải bỏ hẳn, mà mình sẽ thời gian dài ra mình mới sử dụng lại, hoặc là mình sẽ như em nói là biến tấu đi một chút để cho nó hơi khác đi đó, chứ không phải là mình sẽ bỏ hẳn. Và mình không hỏi ý kiến học sinh không có quyền được lựa chọn. Thì mình sẽ là trong quá trình quan sát, chơi game thử trong quá trình quan sát, ví dụ như nó không thích mấy thì mình sẽ giãn ra hoặc là mình sẽ đổi một chút khác. Ừ, thì nhưng mà nói rõ hơn tí thì dễ hiểu. Cảm thấy cái game này nó không hiệu quả với cái phần đấy thì mình sẽ đổi. Các bạn hỏi đi, cảm thấy nào, gạch đâu gạch đâu phản em. Mình đổi này mình đông. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà chưa hết ý ạ. Hết rồi, bạn hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Vậy làm sao để có cái hiệu quả? Có 3 câu hỏi không? Tôi kia còn lại làm 2. Cô kia làm 2. Nếu là chị thì chị sẽ là công tác của mình thì đầu tiên nếu như là chị thì đầu tiên chị sẽ nắm cái bạn đấy là bạn ấy có bạn ấy hay bị sai đúng không, bạn ấy sợ đúng không, thì chị sẽ nắm được chế độ chị đã làm sao. Ví dụ như cái đợt đấy chị sẽ cho bạn ấy nắm vào cái đội tốt hơn một tí để đảm bảo là đội đấy không sẽ thắng. Và lúc mình sẽ nói chuyện với con riêng trước, bảo là con sẽ cố gắng, nếu như con cố gắng thì con nghĩ là con sẽ có thể đạt được, và xong mình sẽ cố gắng sắp xếp là cho cái hôm đấy cho bạn ấy vào cái đội giỏi một tí để cho bạn thắng. Thế là lúc nào nó cũng được thắng, nó không bao giờ được thua. Đấy là cái hôm đấy xong rồi sau hôm đấy lại nói chuyện lại. Hôm nay con thấy con đã cố gắng và con đã chiến thắng. Tuy nhiên không phải lúc nào con cũng sẽ thắng. Có lúc con thắng, có lúc con thua, nhưng con phải làm hết mình. Nếu như con làm hết mình thì con sẽ có thể chiến thắng. Con thấy là các bạn giỏi hôm nay cũng thua. Đấy ví dụ thế. Để cho bạn thấy là có sự thắng và có sự thua. Thế là đúng cái bút của Nhi và em thì em cũng được. Và sau khi chơi game xong em tư tưởng lại cho bạn ấy cũng nữa. Tức là để cho các hiểu được thêm cái này để cho các bạn ấy hưởng thụ cả những chiến thắng rồi tự tin hơn đúng không? Mà mình phân tích bạn ấy không phải lúc nào con cũng thắng, có sau đó sẽ có lúc con thua nhưng mà con thấy con đã cố gắng, con cố gắng hết sức rồi đúng không? Và con thắng rồi đấy. Để buổi sau con sẽ cố gắng hết sức đi. Ví dụ như hôm nay lúc nào ấy lại thua, nó có lại thua rồi. Hôm nay con chưa cố gắng hết sức đúng không? Hôm trước con cố gắng hết sức con thắng chiến thắng mà, vậy cố gắng hơn nữa nhé. Đó kiểu như thế. Vừa rồi là mọi người đã nói làm sao để chơi game hiệu quả. Ngày đầu tiên là mình sẽ xác định mục tiêu của cái game đó, như là nó sẽ là phù hợp với trình độ, phù hợp với đối tượng cũng như là kiến thức của mọi người đúng không? Để em hiểu rõ hơn là ví dụ trong quá trình cách tiến hành chơi game ấy, mình sẽ không đi sâu vào một game cụ thể mà tổng quan của các loại game thì mọi người thấy những yếu tố là quan trọng để cho nó có hiệu quả với cái game đó. Nếu mà dựa theo các lớp của tôi thì tôi thấy là hầu hết là các bạn đều rất thích vận động và các bạn phải làm nhiều hơn là việc cô làm những nhà cái những cái game mà kiểu cô họp xong rồi từng bạn chơi không, bạn này chơi bạn kia cứ ngồi đợi ấy thì các bạn sẽ không thích. Và thường những cái game đấy là các bạn cùng phải tương tác, các bạn cùng phải hoạt động thì các bạn sẽ thích hơn. Thế nên là các cô nên chọn những cái game nào mà để cho các bạn ấy cùng phải tương tác cùng một lúc hoặc là chờ đợi ít nhất có thể, thay vì là cứ từng bạn các bạn phải đợi nhiều các bạn sẽ chán. Nhà hạn chế tối đa cái việc ngồi chết của các bạn đấy. Thế ví dụ đối với một trường hợp thì sẽ có trường hợp như thế này. Trong lớp có một bạn thực sự là bạn ấy không thích tham gia các hoạt động cùng độ tuổi đó, nhưng các bạn ấy không thích tham gia các hoạt động chơi game mà chỉ thích làm hoạt động cá nhân thôi. Vậy thì đối với trường hợp đó thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Hoạt động cá nhân là như nào? Nghĩa là bạn ấy chỉ thích làm một mình thôi, bạn ấy không muốn không chơi đồ với team hay với những cái những người khác, khi mà ví dụ rất là hào hứng trò chơi hoops hay là bowling hay tất cả mọi thứ thì tầm tất cả các bạn đều muốn tham gia, chia hai đội tham gia, nhưng một mình bạn này bạn ấy cảm thấy là không, con không quan tâm với điều đó, con không muốn chơi ấy, thì trường hợp đó thì mình sẽ giải quyết như nào? Thế này mình sẽ dạy cho, tức là để khi mà các bạn ấy, cái này dạy cho cả hai hướng, một là cho các bạn ấy giỏi hơn về cả kỹ năng chung bước đúng không, vì bạn ấy đang không thích chơi, tức là bạn ấy một là có vấn đề thì mình sẽ hỏi bạn ấy là không thích ở điểm gì, ví dụ bạn không thích làm việc với một bạn nào đấy trong nhóm, hay là con không thích tất cả lớp, hay là con không thích trò chơi game này, thì mình cần phải tức là không phải ngay trong cái giờ học đấy mà là cuối giờ hoặc là đầu giờ thì đấy mình sẽ trao đổi và tìm ra cái lý do. Lúc đấy em sẽ cho bạn ngồi cùng giáo viên.
viên mà trở thành giáo viên. Có nghĩa là cô nói gì cho con quan sát và con sẽ làm giáo viên lặp lại theo cô ấy. Có lẽ là việc mà mình chơi game là nó liên quan đến vấn đề là để tăng cái sự hứng thú của học sinh trong quá trình học tập như trước. Đúng. Cái mục đích tiếp theo nữa là nó sẽ mang tăng cái hiệu quả trong cái nội dung của bài học để học sinh nó nhớ lâu hơn. Ý của bạn là như vậy đúng không? Đúng không? Rồi, ok. Đề thứ nhất, đề thứ hai là làm sao để cho chơi game cho hiệu quả. Chỉ có hỏi câu đấy đúng không ạ? Và các bạn trả lời là cách thứ nhất là đầu tiên là chơi game thì mình phải hiểu mục đích của mình đang muốn chơi game là cái gì, là để vui hay để luyện tập một cái kỹ năng nào đó mà mình muốn, có nghĩa là mục đích của nó là chưa? Cái vấn đề số 2 nó sẽ liên quan đến như em nói, liên quan đến cái đặc tính của học sinh. Thực ra không dùng từ sở thích, sở thích thì không phải mình đi chiều lòng học sinh, ở đấy chị cũng suy nghĩ cũng không nên, bởi vì như thế thì nó sẽ khiến cho các bạn bị bất toàn. Mình sẽ dựa vào đặc tính của học sinh và mình sẽ dựa vào cái trình độ của học sinh để có thể chơi, đúng không ạ? Và chị chắc chắn nếu với những người mà có tính hơi cầu toàn, cũng theo cái câu nói là dựa vào đặc tính học sinh là một này, và cái trình độ học sinh thì thường là các em sẽ hơi hạn chế vấn đề phát triển cho game, bởi vì các bạn tự tạo cho học sinh một cái giới hạn nên thường các em sẽ khó vượt qua cái đấy. Có nghĩa lúc đầu thì nó ok, nhưng dần dần hãy cho các bạn học sinh có cái cơ hội để thoát ra được. Nhưng chỉ có một cái như ý các bạn ấy, thực ra ấy, cái việc chơi game ấy, quan trọng nhất của vấn đề chơi game là gì? Là giáo viên là phải hiểu luật chơi, và giáo viên phải nói được cho học sinh để nó hiểu chính xác được luật chơi đấy là gì, để đảm bảo cỡ lố nhốn. Bởi vì chính cái sự không công bằng cho trò chơi cũng là cái sự không hiểu rõ trò chơi khiến cho học sinh cảm thấy chán, và hiệu quả của trò game đấy gần như là mất. Lý do tại sao chị nói như vậy? Bởi vì chúng ta đã làm những giáo viên demo đúng không ạ? Các bạn đã demo có rất nhiều hôm, các bạn demo, các bạn giáo viên khác thấy mọi người cứ lòng hoàng, xong lúc sau mọi người phản ánh như là chị thấy trò chơi game của em cũng hay đấy, còn trò chơi game của bạn cũng hay đấy, thế nhưng mà tổng nó dối lắm, chị cũng không hiểu cái gì cả. Tiếng nghe lắp vỡ ra, thì cái đấy nó cũng quá, cũng rất là quan trọng. Thì bạn lưu ý cho chị vấn đề về luật lệ. Và có một cái nữa các bạn phải nhớ rằng việc chơi trò chơi game là cái trò chơi game gì đôi khi nó không quá quan trọng như các bạn tưởng đâu, nó bình thường thôi. Nhưng cái quan trọng là cái người dẫn dắt học sinh muốn chơi trò chơi game đó là như thế nào mới thực sự là quan trọng. Ý là chị này, có phải là vừa rồi Bella trình bày một loạt cái danh sách của trò chơi game đúng không? Nhưng mà chúng ta có quá nhiều cái biến thể của trò chơi game, bởi vì những cái biến thể đấy các bạn ấy nảy sinh chính bởi vì các bạn dạy các bạn học sinh của bạn thì có nghĩa là chơi game thì cũng được đấy, nhưng mà chơi game thì nó không happy và không funny, và các bạn thì bạn sẽ biến thể làm sao cho nó phù hợp. Thì cái mà chị nghĩ là cái các bạn thì quan trọng để ý nhất đấy là cách thức các bạn dẫn dắt để chơi game nó như thế nào. Bởi vì cùng một cái trò chơi game nhưng hai lớp nó khác nhau dựa vào vấn đề gì, từ cái cách cô happy với trò chơi game đấy như thế nào nó cũng sẽ khác, từ cái cách cô thể hiện hoặc là cái cách gì gì đấy nó khác. Ví dụ như có một cái trò chơi game rất là vớ vẩn đơn giản, có nghĩa là bạn chia hai đội, có những cô và có những thầy chuyên gia chỉ chia cái team boys và team girl. Chính bởi vì như thế dần dần khiến cho học sinh nó nảy sinh một cái thái độ nó phân biệt vấn đề về giới tính, và bởi vì càng ngày nó càng lớn, nó càng phát triển, nó sẽ phân biệt và bắt đầu nó ăn sâu vào cái dễ. Thì lúc đấy là sự tương tác của bạn học sinh tự dưng nó sẽ bị giảm đi, đấy là cái góc độ thứ nhất. Đấy là ví dụ thôi chứ không phải các bạn đâu. Cái vấn đề thứ hai nữa là tại sao là cùng chia có một cô, cách cô chia đội nó cũng khác khiến cho học sinh nó kiểu là happy hơn. Cách cô yêu cầu các bạn đứng lên và cái cách cô cũng chỉ là ok, ví dụ như you với you là hai bạn đấu với nhau, nhưng cái cách cô hành động, cách cô thể hiện khiến cho cái trò chơi game này nó được quan sát. Thì cái chị nghĩ là cái chúng ta luyện tập nhiều nhất ấy, chính là cái cách thức mà các bạn triển khai trò chơi game với học sinh. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta có để ý không? Năm ngoái bao nhiêu bạn đi resort giơ tay? Năm ngoái có bao nhiêu bạn ở đây làm quản trò giơ tay? Năm ngoái có bao nhiêu quản trò bị ăn mắng và bị đánh giơ tay? Chúng ta phổ biến cùng một luật game. Không, thực ra không phải chị không có bóc phốt, hiểu không? Mà ý chị nói là đây là một cái thực tế để chúng ta nhìn ra cùng một trò chơi game được phổ biến như nhau, nhưng từ cái cách chúng ta triển khai các bạn cái đối tượng nó bị thế
cái trò chơi game này nó không happy thì hãy nhìn cho chị theo hai hướng nhé. Trò chơi game mình không happy và không hợp tác với lớp đấy, đấy là do là cái cách mình tạo cho nó khiến cho nó không hợp tác, có phải hay không? Câu hỏi đầu tiên hãy trả lời cho chị câu hỏi đấy trước, hãy nghĩ về vấn đề đấy. Bởi vì tại sao cùng lứa tuổi này mà chơi game này cứ bảo nó không thích nhưng liệu có phải là nó lớn rồi cùng trò chơi hút như các em cứ cho là chơi như kiểu bọn mầm non nó thích không? Không, nhưng cùng trò chơi hút nhưng mà mình chơi như kiểu người lớn nó thích và nó được và nó ra bản thể nên nó được thể được ứng xử như kiểu bọn lớn không? Đấy là cái thái độ của chúng ta chuyển động lại cho các bạn ý. Biến biến tấu cái trò chơi đấy thì để phù hợp với đặc tính của lớp đấy không? Ừ. Nó thực ra nó là cái gì em muốn truyền đạt cho các học sinh thì chứ còn nếu mà liệt kê trò chơi game thì chỉ nói tỉ tỉ nhiều lắm, nhiều được cực kỳ luôn ấy. May là ít đấy. Vâng. Còn search lên trên mạng là một giây rất là dài nhưng mà chúng ta nghĩ bảo để liệt kê hết thì chị nghĩ là không nên, mà chỉ nghĩ là còn cái việc mà chúng ta để delay thời gian chờ học sinh ấy nó cũng tùy nhá. Ví dụ Lily nói thì đúng nhưng mà trong một cái trường hợp xấu trường hợp chị xin phép cắt là chị sẽ không follow theo cái đấy. Lý do là vì sao? Đôi khi là các bạn học sinh phải học được đặc tính đến lượt. Có nghĩa là ai cũng muốn chơi đúng không? Đúng, đồng ý. Nhưng trong cuộc sống hay là bởi vì cái cách mà mình dạy tiếng Anh cho học sinh nó cũng là một cái cách rất cơ bản đơn thuần để mình truyền lại cho các con cách chúng ta sống một phần không quá nhiều. Bạn học sinh sẽ thích cách đợi và chờ. Thì thỉnh thoảng cũng phải cho những cái đấy vào để các bạn ấy biết. Và cái đấy trong thời gian đợi chờ đấy thì đừng bao giờ trở thành vô nghĩa. Các bạn chỉ nhắc cái các bạn thì cô kia đừng bắt cháy trong mấy em. Là cái cách mà các bạn ấy là phải sử dụng và nhờ trợ giảng hỗ trợ một cách tốt nhất. Các bạn bị sai ở trong cái cách phải để cho trợ giảng đứng nhìn. Đấy là một cái sai vô cùng lớn. Hãy biến trợ giảng ấy. Trợ giảng là người trợ thủ, người hỗ trợ mà em. Hai người để kết hợp trò chơi hay bài học trên lớp nó mới thực sự có giá trị. Còn nếu không thì tự dưng cho trợ giảng và đứng nhìn các em thì tất phải xào có bị chào đâu. Không phải đâu, sai mục đích. Còn nếu không hiểu mục đích thì phải cái xô để nắm rõ hơn. Đây là một trợ giảng kỳ cựu ở trung tâm chúng ta. Và bạn ấy hiểu lý do vì sao chị nói thế. Không nào, em tự trên mình lại các bạn. Các bạn hiểu không? Cái này là trợ giảng. Và sao phải làm hiệu quả tốt thật mà. Thì... Làm tiếp theo. Thì đúng rồi mình ạ. Bài tập về nhà em sẽ đi được bài tập về nhà thì có dạng thứ nhất là bài tập ở trong sách đúng không ạ? Dạng thứ hai là bài tập thiết kế, tức là cô sẽ tự thiết kế phù hợp với cái nội dung bài học như đó. Và dạng bài tập thứ ba là bài tập giấy mà bài tập quay video đúng không ạ? Thì cái thứ nhất là trong sách và cái thứ hai là cái thứ ba là quay video thì em sẽ không nói đến nhiều, em sẽ tập trung vào cái phần thứ hai là bài tập về nhà của các cô cũng thiết kế các dạng bài tập phù hợp với học sinh hai khối qua Canova và Augustator. Bài tập thứ nhất là điền letter còn thiếu và ô trống, bởi vì các bạn ý ví dụ qua Canova thì là đang rất là hướng các bạn ý tập trung là nhớ mặt chữ và bước đầu tiên là nhớ cái letter đầu tiên hoặc là letter cuối cùng đấy tùy các cô. Sau đấy thì các bạn khá hơn thì mới hướng tới nhớ cả từ thì mình sẽ có thể sử dụng cái bài tập này điền letter còn thiếu và ô trống để cho các bạn hỗ trợ các bạn nhớ được cái tranh đấy đúng với cái chữ đấy. Cái phần thứ hai đây cái này cũng thế ạ. Cái game bài tập thứ hai là chọn đáp án đúng thì cái bài tập này nó rất là phổ biến rồi trong các cái kỳ thi hoặc là các cái bài tập của cô thường cũng hay cho, tức là mình sẽ nhìn tranh, có thể là mình sẽ lồng vào bằng cách là mình ghép vào đây là cái phần listen cho các con thay vì tranh nhé. Các bạn có thể cho cái phần listen này và các con sẽ chọn đáp án đúng, quanh tròn đáp án đúng phù hợp với tranh hoặc là cái từ mà mình nghe được. Nhìn tranh điện từ còn thiếu, tức là ví dụ như là mình như cái bài này là
dùng bệnh thành hay không trong các kỳ thi đấy ạ? Tích đúng hoặc sai. Ví dụ như là đây cái number mình để là number 8 và cái câu là this is number 8 thì mình sẽ tích đúng hoặc là tích sai ở đây. Nhìn tranh và tích vào đồ vật, cái này cũng là tích ạ. Chọn đáp án đúng, ví dụ mình sẽ cho một loạt một cô bức tranh và một loạt những đáp án bên này. Và các bạn nhìn thấy con vật nào thì các bạn sẽ tích vào. Bài tập dạng tiếp theo là tìm từ trong ô, tức là chơi theo bộ crossword ạ. Giải câu đố. Cái này có thể là một số bạn thích, còn một số bạn thì thấy hơi phức tạp, có thể cũng tùy sở thích. Nhưng mà đôi khi thích cái bài tập thì mình vẫn cho vào để cho các con luyện tập cái khả năng nhớ từ, thứ nhất là. Thứ hai là các bạn ý cũng có thể là một chút trí thông minh và nhanh nhẹ đó. Giải câu đố. Dạng bài tập thứ 5 là nối, matching. Thì em cũng hay dùng cái dạng này. Nối câu hỏi của cột A với cột B mình có thể biến tấu đi là thứ nhất là câu hỏi hoặc là nối hình, nối chữ. Ví dụ như là học về mình muốn các bạn nhớ từ vựng, mình có thể một bên là chữ, một bên là tranh để cho các bạn match lại với nhau. Đó, có rất là nhiều kiểu nối ạ. Hoặc là như thế này nó giống như cách của chị đi nói đi. Đầu tiên cái cách của chị Bích dạy từ đó, dạy từ đi thì mình tách ra để mình dạy để các bạn đâu. Cái này chị cần dạy đấy, cái này cái sắt đấy. Chị có sắt được mà. Ừ. Cái dạy chuẩn mà. Ừ. Cái dạy chuẩn mà. Ừ. Chẳng các bạn biết gì đâu, cái dạy chuẩn này. Biết thì em mong của chị vì ở dưới tách cái từ này ra để cho các bạn biết nào. Cái này mình sẽ mess up cái words đấy, các letters để các bạn đi ghép lại. Cái bài tập số 7 hoàn thành các từ còn thiếu trong một câu đoạn văn. Ví dụ như là bởi vì các con còn nhỏ nên một số bạn có thể là cái khả năng nhìn vào tranh sẽ tốt hơn là tự các bạn nghĩ đây là. Ví dụ như là các lớp mà giỏi hơn thì em có thể bỏ cái xanh đi, chỉ có là mai cái gì đấy, chữ S của đầu là six people. Nhưng mà với các cái lớp còn bé, còn non, dù con không có ba thì có thể để thêm cái xanh đấy, các con liên tưởng và điền được cái từ family vào đây. Dạng bài tập số 9, tìm các từ loại khác. Ví dụ như là mình có 4 đáp án, mình để 3 đáp án là cái câu, 1 đáp án là được chẳng hạn. Thì các con sẽ tìm một cái loại từ khác với các cái từ còn lại. Em tìm rồi. Ốc con ào. Hay là bài số 10. Viết I like và I don't like. Dạng số 11 là để các con luyện tập để ghép nói thành câu. Ví dụ như bài này thì em để 3 cột. Có thể là với lớp kém hơn thì mình, tức là các bạn ấy nhìn mặt chữ chưa được tốt thì mình có thể cho cả hình ảnh và con thích câu bằng chữ thích câu kia, hoặc là hành động trong vào bên này. Còn lớp nào khá hơn thì có thể để nguyên chữ như này cũng được để các bạn có thể ghép vào để nói được cả câu hoặc là viết cả câu. Thì bài tập về nhà thì sẽ là viết. Bài tập về letters. Bài này thì nhìn hình và viết letter đầu tiên, ví dụ chỉ gọi chúng là S thì các bạn chỉ có viết là letter đầu tiên vào cái ô tròn thôi. Đoạn tiếp theo là khoanh tròn. Khoanh tròn bức tranh bắt đầu bằng letters bạn nào đó. A. Okay. Apple. Nối các letter. Bài này thì là để cho các bạn, ví dụ như là hôm nay các bạn học về letter Y chẳng hạn, đưa ra một cái loại này các bạn sẽ tìm đi nhưng không được nối rời rạc và phải nối đúng, cuối cùng các bạn đến tìm được điểm đến ở trong ngôi nhà đó. Tạo bài tập dùng letter đầu tiên hoặc number của mỗi từ để tạo thành một cụm từ mới. Ví dụ đây cái
number 12 ạ. Number 12 ở đây thì với từ nào các bạn viết vào đây, sau đấy các bạn sẽ ghép lại thành một cái từ hoàn chỉnh ở phía dưới. Có thể cái bảng của cái từ nào được là dạng khác, dạng khác kiểu đồ cái dạng khác tính điểm chẳng hạn. Nhất một là hình ảnh, hai là cho số và cho cái luôn. Đúng rồi, hình ảnh sẽ khó hơn các cái thế tùy tùy biến thể. Đó là những cái dạng bài tập mà hôm nay em đưa ra, còn các cô sẽ góp ý thêm cho bổ sung những cái dạng bài tập mới phù hợp với giáo trình Amova và Amova và Starter. Như Starter thì em nhìn cái phần thì nó sẽ hơi khó, đặc biệt là các bạn ở già đang được còn non nó không được, thì cái phần đấy nghĩa là đi làm workshop trước, nghĩa là nó có từ sẵn luôn rồi mình sẽ tìm từ đấy thôi, các bạn sẽ làm trước sẽ dễ hơn. Có, hoặc là trên mỗi cái dòng đấy thì mình sẽ để những cái con vật đấy đấy luôn, các bạn nhìn thấy luôn thì các bạn chỉ cần nối là được. Thường thường thì em sẽ không để con vật ở đúng cái dòng đấy đâu, em sẽ cho tất cả con vật sẽ xuất hiện ở trên, ở dưới. Thì các bạn phải tìm cái từ đấy ở trong cái bảng này. Thì cái đấy sẽ dễ hơn. Ở Welcome to Alcoba thì em bổ sung thêm một dạng là dạng Trace. Đúng rồi. Quên đấy, hôm qua mình đã thảo luận là đưa Trace vào rồi nhưng mình phải quên cái công ty ở đây. Mình cũng hay cho học sinh Trace để các con biết. Em có một câu hỏi là đối với cái Our Starter thì bản thân trung tâm mình hiện tại là các bạn cũng sẽ được sử dụng cả workbook đúng không ạ? Nhưng đối với cô con chưa có free đối với cô con chưa có free thì chúng mình sẽ không có sách workbook mà chỉ có sách giáo khoa, và có một số phụ huynh như là người ta cảm thấy là không biết là mua sách giáo khoa về để làm gì, thì liệu nhóm chị có cho bài tập nào liên quan đến sách giáo khoa của các bạn không? Có, tức là có thể là cái bài tập trong sách giáo khoa nó là bài tập nói, mình sẽ dạy hướng dẫn cho các con là cái tranh trang này về nhà sẽ luyện nói với nhau, nhưng mình sẽ hướng với các bạn ấy chủ yếu mình thấy là cái con đầu ba thì sẽ là kết quả cái khả năng nói nhiều hơn là biết, nên là các bài tập trong sách mình sẽ có thể là giao lời cho các con để luyện nói theo cái bài đã học. Thì ở trong đấy có cái phần story, cái câu chuyện mini story đấy để cho các bạn ý ở nhà luyện nghe luyện nói cũng tốt. Mà thường là mình hay dùng ở trong sách đấy là để luyện nói thôi, còn không biết các cô có thể áp dụng được cách khác không? Như ở trong sách ý có một số dạng khá là hay, thì em có giao về những cái dạng là nghĩa là có 4-5 bức tranh, thì ví dụ như là sẽ là apple banana apple, biết cho nó sẽ phải là apple, thì vẽ cái quả apple đấy lại, biết cái từ bên cạnh, tìm đấy, quy luật để vâng, cái dạng đấy thì em hay cho đây làm nhiều, hoặc là odd on odd on có rồi, tìm các tranh khác từ các tranh khác. Em có một câu hỏi nữa là đối với các giáo viên luôn, tại cái level này thì thực sự đối với các bạn lớn thì cái ý thức làm bài tập của các bạn sẽ cao hơn, là mình yêu cầu các bạn sẽ có ý thức hơn nhé, bài tập các thứ ok, nhưng với độ tuổi nó welcome to our free với our starter thì mức độ các bạn làm bài tập của lớp chị bọn chị có nhiều không? Và Almost Starter chị thấy là thường có các bạn làm bài tập khá là đầy đủ kể cả cái phần mà bài tập gửi về bài tập nói các con cũng làm khá là đầy đủ. Cái lớp chỉ có 1-2 trường hợp là các bạn không rất tức là thỉnh thoảng không làm, thì đấy có trường hợp không làm đôi khi quên, thì mình sẽ với những cái bạn không làm